Vâng, chào tất cả các bác nhé. Nay em về được một con hoa hậu Lukman 308. Thì bác nào mình sưu tầm con này thì alo cho em chiến nhé. Mới kiến công luôn nha các bác. Con này thì đối tác của những dòng loa JB. Đấy. Đây là vô gỗ của em nó nha. Đẹp keng luôn nha. Mặt tiền thì khỏi bàn nha các bác. Con này vàng luôn á. Đây, coi thấy nha. Các bác có thể thấy được độ keng của em nó này. Em này thì các bác chơi với dòng loa JBL thì là dòng loa châu Âu. Đánh loa Nhật, loa Mỹ đồ cũ rất là hay. Đấy. Hàng đó Yahoo về nha các bác, Yahoo Nhật về. Rất là đẹp nha. Mới kiến công nha các bác. Lâu lâu mới có được những em này thì các bác nào lấy thì cần thì liên hệ cho em Chiến nha. Đấy, các bác tay vô gỗ này đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn nha, quá là đẹp nha các bác. Đánh hai cầu loa AB A cộng B, công suất là 200W thì thoải mái chúng ta ghép loa rồi. Với chất tiếng của những dòng 308 này thì trong tầm tiền thì rất là hợp với chơi loa Mỹ. Anh em nào có JBL thì liên hệ cho em Chiến liền nha, để lấy con Lukman 308 này về chơi. Thứ nhất là em nó rất là đẹp, thứ hai là tiếng hay. Hàng đấu Yahoo thì khỏi bàn nha, về đồ đẹp chắc nữa. Bên em làm chuyên làm hàng đấu giá cho các bác nhé, tuyển lựa những sản phẩm đẹp nhất có thể để phục vụ các bác. Đánh hai cầu loa AB A cộng B, đây là dây nguồn của em nó nha, nó sử dụng dây nguồn rời nha các bác. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho em Chiến để sở hữu cũng như là chốt sản phẩm mà các bác yêu thích. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Ruột gan là bao riêng mới đét cho các bác nha. Còn các bác nào muốn trước khi hàng đi mà xem bên trong, em sẽ mở và làm video báo hàng đi và cũng như là test cho các bác cùng xem luôn nha.